Xin chào các bạn. Để quay trở lại với các bạn trong một phần tư vấn thì tôi sẽ làm một cái dạng chủ đề như thế này để cho nhiều người thứ ba căn cứ vào cái tình huống như thế này mà học cho mình được một bài học nha các bạn nha. Video này là một video để cho nhiều người thứ ba trong giới văn phòng, đặc biệt là khi mà các bạn ngưỡng mộ một người gọi là đồng nghiệp hoặc một người sếp, một người mà làm cùng công ty nhưng người đàn ông đó rất là đẹp trai, nhìn rất là lịch lãm, quần áo lúc nào cũng láng có, người thì sạch sẽ, rồi anh nói lại nhỏ nhẹ nữa và là một người đàn ông có vẻ rất là có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Đây là một cái mẫu người đàn ông hoàn thiện, đầy đủ, chỉnh chu nhất mà bao nhiêu cô gái đi tìm. Và bất chợt bạn tìm thấy người đàn ông đó, nhưng mà người đàn ông đó đã có vợ và bạn đem lòng yêu thương họ. Vậy thì khi mà người đàn ông đó thường xuyên ghé lại nơi ở của bạn, có quan hệ tình dục với bạn, thỉnh thoảng cũng có tặng quà cho bạn, nhưng người đàn ông đó lại không có chọn cái cách qua đêm ngủ với bạn, cũng như là bạn chưa từng xuất hiện một cách công khai để cho vợ người ta biết đến cái sự tồn tại của bạn trong mối quan hệ của người đàn ông đó, vậy thì bạn có tương lai gì hay không? Bây giờ tôi sẽ làm một cái chủ đề như thế này để cho em hoặc là những người thứ ba nào đó trong cái hoàn cảnh của em có một cái câu đáp án rõ ràng trong những cái tình huống như thế này nhé. Điều thứ nhất, nếu mà anh ta yêu em thì anh ta đã lấy em. Giống như là cái công ty á, khi mà em làm thì tất nhiên là nếu công ty đó có vấn đề, công ty nó không ổn, ví dụ như là lý do ABC bờ giờ cờ đờ gì đó, ví dụ như là sếp khó, sếp ngu hoặc là sếp dê xồm, vân 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 vân. À, có rất là nhiều lý do để em phải bỏ công ty đó. Vậy khi mà em bỏ công ty đó, tức là em đã chán, em đã nản đời với công ty đó rồi, và vân vân mây mây những cái lý do để mà em muốn bỏ nó. Nếu mà anh ta yêu em, anh ta yêu các bạn, những người thứ ba, thì anh ta đã lấy các bạn. Giống như các bạn luôn luôn muốn cái gì thì các bạn sẽ đi tìm cái đó. Bạn cần nó, bạn ham thích nó, bạn sẽ chọn nó. Giống như các bạn đang yêu anh ta, bạn sẽ không yêu được người khác nữa. Bạn hiểu nhé. Cái lý do thứ hai, nếu mà yêu bạn thì anh ta đã chọn bạn. Ví dụ như là khi mà các bạn đi ăn buffet, các bạn sẽ chọn cái món đầu tiên là cái món mà bạn thích. Hoặc là trong thực đơn, đồ ăn, người ta đưa cho bạn thực đơn á, thì bạn sẽ chọn món ăn đúng không? Thì bạn sẽ chọn cái món bạn thích, bạn kêu theo cái ý của bạn. Vậy nếu anh ta yêu bạn, anh ta đã chọn bạn và bỏ người vợ của anh ta. Nếu mà anh ta chê vợ anh ta là vụng về, vợ anh ta là cái người đàn bà không tốt, vợ anh ta là cái người xấu hơn bạn, bạn là người có giá trị hơn, ít ra là bạn trẻ đẹp hơn này, bạn ngon ngọt hơn anh ta, cho anh ta nhiều giá trị tốt hơn này, bạn tốt hơn so với vợ anh ta nè, bạn tươi trẻ hơn, bạn nhìn múp míp hơn, bạn vòng nào ra vòng đó. Còn vợ anh ta ù lì ục mịch nhìn quê mùa, là một người phụ nữ già rồi, không có đẹp như bạn chẳng hạn. Thì nếu mà người đàn ông đó đã nói với bạn rằng anh yêu bạn thì anh ta sẽ chọn bạn. Đây chính là cái điểm quan trọng và mấu chốt nhất để bạn biết rằng anh ta có yêu bạn hay không. Và tất nhiên ai trong cuộc đời này cũng có cái nhu cầu được lựa chọn, và người ta có cái quyền được lựa chọn và loại bỏ. Vậy thì nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ chọn bạn, và chắc chắn anh ta sẽ chọn bạn vì bạn hơn hẳn bà vợ, và anh ta lại không yêu vợ thì chẳng có lý do gì anh ta tồn tại bên cạnh một người đàn bà không yêu mà lại còn làm cho anh ta chán ghét. Đó, bạn phải tìm ra cái điều này nha. Nếu mà bạn không tìm thấy câu trả lời, bạn cứ vòng vòng lòng vòng trong cái rắc rối thì bạn sẽ luôn luôn u mê và u tối đó nhé. Cái lý do thứ ba muốn chia sẻ với bạn rằng nếu mà anh ta là nhân viên văn phòng sáng đi chiều về và không có lý do gì để mà qua đêm, vậy thì phải hỏi bạn một câu là tại sao anh ta lại không dám qua đêm với bạn. Nếu mà bạn đã làm những cái dấu hiệu như là khi mà quan hệ tình dục với anh ta, tất nhiên là khi mà đến quan hệ tình dục với anh ta thì bạn và anh ta có thể tắm chung, hoặc là anh ta đi tắm, hoặc là trong lúc mà hai người vui vẻ với nhau thì bạn cũng để lại những dấu tay cào xước lên da thịt anh ta để mà ngầm báo cho bà vợ biết rằng anh ta và một người phụ nữ nào đó mới trải ra cái chuyện XYZ ABC bờ giờ cờ, hôn và cắn vào cổ để cho anh ta có dấu thâm ở đây, hoặc là lưng của anh ta bị những cái dấu cào chẳng hạn, mà những cái vị trí đó người đi tắm không thể cào được, chỉ có một người khác cào mới để lại dấu vết vậy thôi. Hoặc là khi mà anh ta lấy xe hơi chở bạn đi công việc hoặc là đi làm thì bạn để lại ví dụ như là tóc, vợ thì để tóc ngắn giống tôi chẳng hạn đi, thì bạn để lại sợi tóc dài, thì người vợ vào trong xe thì nhìn thấy những sợi tóc dài ba bốn sợi bạn để dưới chân á, thì dưới chân bàn đạp này nè, thì tất nhiên là người vợ người ta cũng thấy rồi, nhưng mà người vợ đó không nói gì.
Người vợ không nói gì và cũng không có ý như là nói chuyện để chồng họ và họ cãi lộn. Bạn thì muốn chọc điên họ, bạn thì đang muốn làm cho người vợ tức lên, cãi nhau với chồng. Nhưng mà người vợ đó cũng rất là cáo già, cũng giống như bạn, cũng là hồ ly tinh. Thế là cáo già gặp hồ ly tinh, thế nên là hai người đều bất phân thắng bại trong cái chuyện chửi chồng. Có thể nói trong cái tình huống này á, thì bạn ở cái thế là cay tức, bạn muốn làm sao cho người vợ để bỏ chồng đi, để cho bạn được lợi trong cái mối quan hệ hai người tan vỡ đó. Thì tôi không có nói đúng sai, và tôi đứng ở cái góc độ công tâm để nhìn nhận cái sự việc này nha, tôi không có bênh ai hết. Thứ tư nữa là bạn đừng có nghĩ là người vợ của họ là yêu người đàn ông đó lụy đến mức mà không bỏ nổi. Thật ra có rất là nhiều người đàn bà giữ chồng không phải là bởi vì yêu, mà bởi vì người ta giữ chồng người ta để mà xài, xài sử dụng sai, xài xẻ để mà người ta nhờ vả. Có những bà vợ vì nhìn thấy chồng mình có nhiều lợi ích, thế nên là họ không có bỏ người đàn ông là chồng. Mặc dù có thể là họ cũng biết là người đàn ông đó ra ngoài trăng hoa ve vãn, và trong một tình huống mà tôi tư vấn và chia sẻ cho bạn nè, để cho bạn bớt sống ảo nè, để cho bạn hiểu nè. Có một người đàn bà kia là vợ của người đàn ông kia, và họ biết rõ là chồng họ không yêu họ và đang cặp bồ cặp bịch bên ngoài. Bạn biết bà vợ đó bà nói sao? Ra đường, con nào, cho anh chơi nát hàng nó cho em, anh chơi nó chán, nhưng mà anh đừng có mang bệnh về đây, anh đừng có mang con về đây, anh đừng có mang tiền của tôi ra đi cho người đàn bà khác. Còn anh muốn làm gì thì anh làm. À, tôi không bao giờ ghen, tôi cũng không bao giờ phải đi tìm đến cái nhỏ thứ ba đó. Anh tìm được con nhỏ nào mà nó cho anh lên giường, nó cho anh lên đường thì anh cứ yêu đi. Anh yêu đi để biết tình yêu là gì. Anh yêu đi, bởi vì sao? Người như anh không bao giờ có tình yêu. Anh không yêu ai hết, thế nên là anh cứ đi tìm tình yêu. Anh muốn đi tìm tình yêu thì anh cứ yêu đi, rồi anh sẽ liêu điêu, anh sẽ khổ đau, anh liêu siêu siêu vẹo trong cái tình yêu đó, rồi đời nó sẽ dạy cho anh những cái bài học, đời nó sẽ vả vào mặt anh, rồi anh sẽ tự tỉnh. Đấy là có những người vợ người ta nói thẳng với chồng người ta lật quân bài ngửa với chồng người ta luôn, tức là người ta sống trên danh nghĩa là vợ chồng, người ta không màng đến người đàn ông kia ở bên ngoài như thế nào, nhưng mà người ta đòi hỏi những cái quy luật, những cái gọi là cam kết khi về với gia đình. Đó là những người phụ nữ họ thấy chồng của họ là người có thể mang tiền bạc về nuôi dưỡng con cái, là người đàn ông cần cho con cái họ phát triển. Đến một giai đoạn nào đó họ bỏ nhau thì không biết, nhưng đến thời điểm hiện tại thì vì lợi ích mà họ tương sinh với nhau, họ không có bỏ nhau. Rất là nhiều người đi tìm tình yêu, nhưng khi tình yêu không còn nữa thì họ nhìn vào mục đích và nhìn vào những cái điểm mà cần thiết cho hôn nhân của họ để họ tồn tại trong hôn nhân đó bạn nha. Thế nên là có nhiều người vợ, bạn sẽ thấy rằng bạn để lại rất nhiều dấu tích, nhưng mà người phụ nữ là vợ kia họ không có nổi khùng, họ không có sùng sùng, họ không có ghen tuông đó, bởi vì giữa họ và người đàn ông là nhân tình của bạn đã có những thỏa thuận ngầm mà người đàn ông của bạn không có nói cho bạn nghe đó. Đó là những cái điều mà bạn cần phải nên hiểu nha. Cái điều thứ năm, nếu mà anh ta yêu bạn thì lương của anh ta bạn phải là người nắm hết, bạn hiểu không? Giống như người đàn bà là vợ của anh ta, bởi vì như thế này nè, tiền á nó liền với khúc ruột. Ruột của anh ta mà anh ta không đưa cho bạn nắm thì bạn chẳng nắm được cái gì từ anh ta. Bởi vì anh ta cũng chỉ xem bạn như là một người thỏa mãn những cái nhu cầu mà anh ta không tìm thấy ở nơi vợ. Hoặc là vợ anh ta cũng đáp ứng, hoặc là đôi khi anh ta cũng có trả bài cho vợ, nhưng mà ít thôi. Nhưng ở bên cạnh bạn, anh ta được sảng khoái, anh ta được thoải mái về vấn đề tình dục. Thì cái việc mà anh ta cho bạn một xíu xíu tiền, giống hệt như là anh ta đi dịch vụ giải trí mà anh ta dùng cái tiền đó, thì tôi thấy là cái giá trị của bạn nó không có tương xứng với cái điều mà anh ta muốn kết hôn và muốn lấy bạn, hoặc là muốn nghĩ đến cái đường dài của mấy bạn. Bạn hiểu không? Mình á là cái người khôn thì mình đừng có để cho người ta sử dụng mình. Đó. Còn mình á mà khôn á thì mình phải dẫn người ta được thì mình mới gọi là đứng đứng ở cái trên cơ, hiểu không? Còn mình dưới cơ, mình yếu thế, mình lụy tình thì mình chỉ có bị kéo lê hoài trong cái cuộc tình đó thôi ha. Bây giờ trong cái tình huống mà bạn không cầm được tiền của anh ta, fail, khả năng cao là fail, rớt ao và pass, bị trôi, bị rớt là rất là nặng ha, rất là cao với trường hợp của bạn. Tại vì như thế này nè, cái điều thứ sáu mà bạn cũng cần phải nên biết là nếu mà anh ta yêu bạn thì anh ta phải chăm sóc bạn. Anh ta có thời gian chăm sóc bạn không, hay là anh ta chỉ đến phòng để mà quan hệ tình dục với bạn, xóa trịch phạt phắc rồi sao, rồi anh ta về nhà. Rồi anh ta về nhà, tất nhiên là về nhà anh ta có thể nhắn tin, anh ta có thể làm cái công việc mà liên quan đến nhiều những cái dịch vụ cầm điện thoại chẳng hạn. Như tôi thì lúc nào tôi cũng cầm điện thoại trên tay, lúc nào tôi cũng nhắn à. Giả sử như làm những cái công việc mà liên quan đến cái việc mà cầm điện thoại trên tay hoài thì cái
cô vợ cô chẳng quản lý mà cô cũng chẳng có đi rình rập, bởi vì giữa họ dường như có một cái gì đó mà cô vợ cô không quan tâm, mà anh chồng kia anh cũng không bỏ vợ, mà bạn thì muốn yêu anh ta, mà anh ta cũng nói là muốn đến với bạn, nhưng mà anh ta lại không chọn bạn, khiến cho bạn khổ đau đúng không? Đây là cái vấn đề mà muốn nói với bạn, khi mà anh ta yêu bạn thì anh ta phải có thời gian chăm sóc bạn. Cái tình cảm của anh ta dành cho bạn nó cần phải có cái môi trường nuôi dưỡng. Vậy anh ta có nuôi dưỡng không? Nuôi dưỡng cái tình cảm đó không? Vẫn biết rằng nuôi cái gì thì cũng có gặt hái thu hoạch thôi, giống hệt như nuôi con gì cũng thịt con đó hết á. Nhưng vấn đề chính yếu là anh ta có nuôi bạn không, anh ta có chăm sóc tình cảm cho bạn không? Đấy là cái điều mà bạn cần phải quan tâm nhé. Đàn ông khi mà đưa tiền cho các bạn á cũng là một vấn đề. Khi mà bạn nắm được tiền của đàn ông thì gần như là bạn có thể nắm được người đàn ông đó rồi. Nhưng mà nếu bạn không nắm được tiền của người đàn ông thì khả năng cao bạn fail. Không có nghĩa là khi bạn nắm được tiền thì 100% anh ta sẽ lấy bạn. Vẫn có trường hợp là anh ta đưa tiền cho bạn nhưng anh ta lại không lấy bạn, bởi vì bạn cũng không có trả lại, hoặc là anh ta cũng không có nhu cầu lấy lại, tại vì số tiền nó không có đáng gì với anh ta. Tuy nhiên, trong một số các tình huống thì người đàn bà mà gọi là đàn ông mà nó keo, mà nó bần tiện, mà nó không có xì tiền ra, nó chơi nhỏ giọt mà chơi nhúng nhín á, là khả năng cao là fail, thua rất là nặng. Người thứ ba trong cái tình huống này 8 phần là thua đến 8 rồi. À, 2 10 phần mà thua đến 8 rồi. Còn có 2 phần thắng à. 2 phần thắng đó là 2 phần thắng rất là phiêu lưu, hồi hộp, hết hồn á. Còn một cái vấn đề thứ bảy muốn nói với bạn là nếu yêu bạn thì anh ta phải luôn đặt bạn lên cái hàng thứ ưu tiên. Đang đêm bạn gọi điện thoại anh ta cũng bỏ chạy đến với bạn. Đang làm cái gì đó mà bạn đang gặp vấn đề thì anh ta phải loại bỏ những yếu tố khác đến với bạn. Bởi vì sao? Bạn không bao giờ xếp sau ai hết. Bạn luôn phải là cái người được xếp lên hàng đầu tiên, ưu tiên trong mọi sự lựa chọn, mọi sự quyết định, mọi sự của anh ta. Thì mới thể hiện được là anh ta yêu bạn. Và anh ta sẽ luôn là cái người vì bạn. Thì bạn mới có thể đến được với anh ta và có hy vọng là được anh ta lấy làm vợ. Mặc dù mình không biết cái chữ được này nó có xứng đáng hay không, hay là nó sẽ như thế nào, tương lai nó còn mờ tối và mình cũng chưa biết nó như thế nào. Cũng có thể là bạn sẽ hạnh phúc nhưng cũng có thể là không ha. Mình nói 50-50 thôi. Bây giờ trong cái trường hợp thứ 8, nếu mà anh ta yêu bạn thì bạn cũng đừng có nghĩ là bạn chính là tình yêu, là chân ái, là tình đầu, là tiếng sét ái tình, và anh ta lần đầu tiên gặp bạn và bạn là người đặc biệt. Những cái điều đó nó hoang đường lắm, nó hoàn toàn là ảo. Vì sao? Vì không có đúng như vậy đâu. Vì sao vậy? Anh ta không phải lần đầu tiên biết đến đàn bà, và bạn cũng không phải là người phụ nữ quá đặc biệt để anh ta phải siêu vẹo, anh ta phải ngất ngây, anh ta phải chìm đắm. Tại vì anh ta là cái người đã trải đời, coi như là trải gái rất nhiều người, anh ta đã quay tay nhiều người đàn bà rồi, và anh ta không phải là cái người mà khao khát tình yêu. Thật ra cái người đàn ông phản bội ngoại tình là người thất bại trong hôn nhân. Người phản bội ngoại tình là cái người không bao giờ có được tình yêu, nên họ cứ phải lang thang đi tìm hết chỗ này đến chỗ nọ. Người ta cứ phải lang bạt đến rất là nhiều nơi, những cái em trà xanh, những người thứ ba vô vọng, những người thứ ba hy vọng là người đàn ông đó sẽ bỏ vợ để mà quen yêu cặp qua đường. Rồi cuối cùng sao? Rồi cuối cùng họ cũng lại không đến được với ai. Vì sao? Vì không ai thỏa mãn được giá trị yêu dành cho họ. Vì họ không có tình yêu với bất cứ ai. Họ chỉ đi để thỏa mãn bản thân họ với những cái điều họ cần, vì tình cảm, vì tình dục. Ngay cả vợ họ, họ cũng không yêu. Và tình đầu của họ, họ cũng không yêu. Nếu mà yêu, họ đã cố gắng để mà có được tình đầu. Và tình đầu nó không trở thành tình cũ, mà nó sẽ trở thành tình cuối. Tình đầu nó sẽ trở thành tình cuối. Khi mà người đàn ông không có tình đầu và tình đầu cũng không là tình cuối thì họ không có tình yêu. Và đặc biệt trong hôn nhân, họ lại không có tình yêu với vợ, họ lại đi yêu bạn. Họ yêu bạn mà không yêu vợ thì chẳng có lý do gì họ lại sống với một người họ không yêu. Rất là nhiều lý do người đàn ông không bỏ vợ, ví dụ như là vì con, vì vì vợ không có việc làm, vì vợ bệnh, rồi vì bạn phải đợi con họ lớn thì họ mới có đủ dũng khí để bỏ vợ chẳng hạn. Rất là nhiều lý do. Nhưng mà phải nói rằng bạn luôn phải chờ đợi anh ta thì cái sự chờ đợi của bạn nó vô vọng lắm. Và rất là nhiều người thứ ba đã có cái thâm niên hai mươi mấy năm trời, 23 năm trời mà tôi đã từng gặp á, cũng sẽ là người thứ ba bị bỏ qua, bị đánh dấu bát. Bát là loại bỏ đó. Đó. Anh ta không yêu ai nên bạn đừng có sống ảo, đừng có nghĩ rằng mình sẽ tốt hơn vợ anh ta. Đấy là về mặt lý thuyết.
Về mặt lý thuyết thì tất nhiên bạn trẻ hơn vợ anh ta này, bạn ngon hơn anh ta, bạn ngon hơn vợ anh ta này, bạn đẹp hơn vợ anh ta này, bạn có nhiều thế mạnh hơn này. Ví dụ như là cùng làm với anh ta, cùng chia sẻ rất là nhiều điều với anh ta trong cuộc sống. Nói chung là thời gian mà anh ta dính với bạn nó nhiều hơn vợ. Đó, thế nên là trong cái cảm xúc của bạn á, thì bạn có cảm giác bạn là cái người thế mạnh. Nhưng mà về lý thuyết thôi, nhưng mà 8 điểm từ trên mà tôi phân tích cho bạn á cũng sẽ làm cho bạn sáng tỏ những vấn đề mà bạn nghĩ rằng bạn có thể có được anh ta, và cũng phải cho bạn biết rằng bạn có thể đạt được tình cảm của anh ta với giá trị ở mức bao nhiêu, để bạn còn biết cái đường để bạn tính, phải không? Nhiều khi bạn cũng tính là nếu mà đến với anh này không được á, thì bạn sẽ có một cái đường binh khác, bạn sẽ đến với một người khác, hoặc bạn sẽ cho bạn một cái cơ hội khác chẳng hạn. Tất nhiên về cái mặt lý thuyết á, thì bạn có vẻ hơn vợ anh ta rất nhiều, nhưng mà về thực tế thì bạn đừng có nghĩ rằng bạn có thể thay thế được người vợ đó. Nếu bạn đã làm được điều đó thì anh ta không có lý do gì không yêu vợ mà lại không đến được với bạn, tại vì bạn luôn là người sẵn sàng đến với anh ta. Và bạn cần phải tìm hiểu xem người vợ kia tại sao lại như thế, và người đàn ông này có thực sự là người đàn ông tốt đến mức mà người vợ kia lại trở nên bất cần, hoặc là người vợ đó cần một cái điều gì đó mà tồn tại bên cạnh người đàn ông đó hay không, và tại sao người phụ nữ đấy lại chọn cái cách hành xử như vậy để sống với một người đàn ông, để người đàn ông đó rơi vào tay bạn, rất yêu bạn nhưng lại không thể chọn lựa được bạn, và vẫn cứ sống vật vờ dập dờ với cái người vợ kia bạn nhé. Đây là những cái thông điệp, thông tin để cho nhiều người thứ ba nhìn thấy xem các bạn có hy vọng gì với cái người đàn ông mà bạn đang yêu hay không, hay cái mối tình của bạn nó chỉ là ở trong cái trạng thái vô vọng. Tại vì người phụ nữ nó có cái thời gian sinh nở, nếu bạn không có ở trong cái giai đoạn mà đã chấp nhận lỡ thời, tức là bạn giờ 42 tuổi rồi, khả năng sinh con rất khó, bạn chấp nhận quen với một người đàn ông như vậy, rồi bạn cặp qua đường, rồi cứ yêu vậy, bạn cần tình dục, bạn cần tình cảm, bạn cần sự chia sẻ. Tất nhiên là bạn sẽ nói rằng bạn không có cái nhu cầu tình dục là chính yếu, bạn chỉ cần có cái nhu cầu chia sẻ tình cảm. Tất nhiên tôi không có phủ định là bạn như vậy là đúng hay sai, mà vấn đề ở đây là chúng ta không yêu chay được. Một cái tình yêu chúng ta không yêu chay, chúng ta không ăn chay, mà chúng ta có quan hệ tình dục. Tức là về đời sống tình dục, nếu bạn không có đem đến đời sống tình dục cho người đàn ông, thì cái mối tình của các bạn nó không thể trở thành mối tình người đàn ông ngoại tình và người thứ ba được. Nó sẽ trở thành cái mối tình gọi là ngoại tình tư tưởng, bạn hiểu không? Trong những cái tình huống mà người thứ ba chưa thực sự hiểu về người đàn ông mình yêu á, khi mà các bạn chưa nhìn thấy những cái điểm yếu, những cái điểm mà khó nhai, những cái điểm mà khó đỡ, gọi là bản chất xấu của người đàn ông á, thì bạn cũng sẽ không hiểu được là người vợ kia người ta cũng đã nếm trải những cái điều khó nhăn, khó nhằn, khó ăn. Thế nên là người vợ đó mới đóng mình, mới co mình, mới không có thể yêu được người đàn ông đó. Vì có thể là vợ người ta không yêu người ta, nên người ta mới cảm thấy bơ vơ, bới với và tìm thấy bạn. Và họ sẽ cho rằng là họ yêu bạn. Nhưng mà với người đàn ông phản bội ngoại tình á, là họ đã là cái người thất bại trong cái việc kinh doanh của bản thân. Hôn nhân cũng là một cái cuộc kinh doanh của chính mỗi người chúng ta. Tại vì khi mà con người chúng ta mà có cái sự thất bại trong hôn nhân á, thì cũng thể hiện rằng chúng ta không phải là cái người giỏi có thể xoay chuyển được tình huống khó trong cái vấn đề của mình. Cái vấn đề này có hai thành viên à, vợ với chồng thôi mà anh ta còn không làm được, thì cái việc mà anh ta làm lớn hơn thì chưa biết nó sẽ như thế nào. Bạn hiểu không? Thế là trong tình huống này sẽ giúp cho nhiều người thứ ba nhìn rõ hơn những cái điểm mấu chốt khi người đàn ông yêu các bạn. Nếu anh ta yêu các bạn, anh ta đã vì bạn. Nếu yêu các bạn, anh ta sẽ khẳng định rằng anh ta có bạn và sự tồn tại của bạn sẽ được anh ta làm cho vợ anh ta biết. Để cho vợ anh ta có thể chủ động ly hôn, hoặc cũng là báo thức để cho vợ anh ta giữ chân anh ta lại, hoặc là anh ta làm điều đó để mà vì yêu bạn, để chứng minh cho bạn thấy rằng anh ta cần bạn và sẽ lựa chọn bạn trong tương lai bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã chọn tôi là người tư vấn trong những tình huống của mình. Và đây là những cái video chia sẻ đến cho nhiều người, không chỉ một mình bạn là người tư vấn mà còn những người thứ ba khác cũng cần phải hiểu về những vấn đề như thế này nữa. Rất là trân trọng mọi nhân duyên các bạn đã tìm đến. Xin chào.